là cưới. Quang Bảo và Cát Tường xin được chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi của ngày hôm nay nha. Xin mời. Giờ em á, 11 sau này anh cưới em nha, anh cho em một chỉ luôn á, một chỉ vàng nha, nhiều lắm luôn á. Là em thích không? Cười vui hớn hở luôn, đi khoe với mấy chị trong nhà, mấy chị cười cho. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Mời hai em ngồi. Kính chào chị Cát Tường, anh Quang Bảo, cùng toàn thể quý khán giả. Em tên là Trần Hậu Nhân, năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang làm kiểm tra chất lượng của công ty cơ khí của Nhật. Và hiện em đang ở Bình Chánh. Dạ, kính chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đoàn Thị Linh Tâm, năm nay em 27 tuổi. Công việc hiện tại của em là bên bộ phận văn phòng hành chính kế toán. Và hiện tại em đang ở Hóc Môn. Tên hai bạn dễ thương ha. À, Nhân Tâm. Nhân Tâm. Thế Nhân Tâm gặp nhau khi nào? Dạ, cái lúc mà gặp nhau đó là cái thời điểm mà công ty em đang tuyển dụng vào một cái vị trí đó là người kiểm hàng, nhưng mà người đó phải có kinh nghiệm. Thì hôm đó em đang làm ở trên văn phòng thì có hai cái chị tuyển dụng á, chị xuống rồi chị phỏng vấn cái anh này. Hai chị đó đi lên, hai chị đó mới nói chuyện với nhau á, thì nói là cái anh mới đi vô xin việc á, không biết làm sao mà chẳng dám ta đây quá. Em thì tập trung làm việc mà em nói sao cái người nào mà ở dưới đó mà sao mà nghe nó chỉnh mà thấy đáng ghét quá vậy. Đúng, làm việc mà còn nghe người ta bàn tán. Dạ đúng rồi, nghe người ta bàn tán. Nhưng mà mình không có bỏ công việc của mình để chạy xuống coi thử mặt mũi người ta như thế nào được. Thì qua ngày hôm sau á, thì em nghe mọi người nói là cái người mà chỉnh ngày hôm qua đã được vô rồi, xếp tuyển trực tiếp luôn. Rồi hôm nay có đi làm là ngày mùng 7 tháng 3. Cái hôm đó cũng là cái ngày mà khách hàng nó đang cần hàng gấp á, mà những cái người cũ ở trong văn phòng, trong cái phòng đó, em mới hỏi hàng là ở đâu rồi thì người ta lại không có biết hàng ở đâu hết. Mà cái anh này mới vô thì mình cứ nghĩ là người mới mà hỏi làm biết gì. Đúng rồi, mới vô biết gì hỏi chi cho mất công. Rồi em tự đi kiếm hàng luôn, mà cái con hàng nó nhỏ thôi à. Em đi kiếm mà không thấy, xong rồi cái em lỡ làm rớt mấy cái con hàng nó xuống. Em đi lên lại văn phòng. Xong rồi qua ngày sau là ngày 8 tháng 3, rồi công ty không sao hết. Rồi qua ngày 9 tháng 3 thì công ty lại tổ chức để đi chơi ngày 8 tháng 3 chị. Cái anh này mới gặp sếp á, ổng nói là anh ơi sao mà cô Tâm ở trên văn phòng á, cổ có ghét em hay sao mà lấy hàng của công ty chọi. Sếp nghe vậy thì bực mình á chị. Vô hỏi Tâm em làm cái gì mà em xuống phòng người ta em lấy hàng em chọi. Tự nhiên bị la bị chửi, tại vì đó công việc của mình phải đi kiếm. Em xuống thẳng phòng em chỉ thẳng mặt cái anh này. Ê cái anh kia, anh có biết chọi hàng là cái gì không? Mà sao anh nói người khác chọi hàng hả? Xong rồi từ đó là em ghét anh đó luôn. Cho chị Cát Tường nhưng mà bảo là cho em đính chính một cái là tại vì cái công việc của em với tính chất công việc á là nó đảm bảo chất lượng là cực kỳ khó về ngoại quan. Nên khi mà em đã nhìn cái con hàng đó là phải hoàn toàn đẹp. Nên khi mà thấy cái cô này có làm rớt cái con hàng là mình không có ý trong bụng rồi. Nên mình cũng không nói gì. Vô tình là bữa đó là đi chơi có nhậu với sếp thì có nói, nhưng mà mình cũng không có ý gì hết. Ý mình thì cũng như nói về để góp ý thôi. Nhưng mà cái cô này lại xuống ghim trong bụng. Ghim trong bụng và xuống chửi thẳng mặt em. Mà trong khi đó từ hồi xưa tới giờ em đi làm là chưa ai chỉ mặt em mà chửi. Thì em ấn tượng với cô gái này. Mà bạn phản ứng lại như thế nào khi bị chửi? Em chỉ đứng cười thôi. Em chỉ đứng cười, em nghĩ trong bụng là à cô này đây nè, cô này bản lĩnh nè, mấy có thể là làm vợ mình được. Chửi thôi gì? Lúc bị chửi đó là nghĩ luôn tới cái chuyện dạ, cô này là cưới luôn đó hả? Đúng rồi, tại vì lúc chưa giờ là chưa ai dám làm điều đó đi em. Làm sao mà bắt đầu từ đang ghét, cổ đang ghét em mà chuyển qua thành là yêu nhau được? Cái bạn này á là ở trong công ty á là được nhiều người thương lắm. Mà em á thì lại không được lòng của mấy người ở trong công ty. Bạn này là hay bệnh lắm. Mỗi lần mình vô cái mình thấy cổ hay ho, cái bắt đầu mình lại mình hỏi thăm. Sáng vô sớm em gặp cái em mới hỏi là bạn bệnh hả? Mà hết ghét nhau chưa? Hiện giờ hết chứ... ghét. Giờ nè, giờ hết ghét nhau chưa? Dạ. Hết ghét nắm tay nhau đi cho nó tình cảm mà kể tiếp. Dạ, thì em hỏi là bạn bệnh hả? Vậy ngày mai mình mua thuốc cho bạn nha. Thì bạn mới nói là tôi không uống thuốc, tôi chỉ ăn kẹo thôi. Sáng bữa sau em đi làm, em quất cho một bịch kẹo chà bá luôn. Em xách vô em đưa nè bạn, kẹo nè. Thì lúc đó là bạn khá ấn tượng với em. À, thiệt tình nói sao làm vậy? Dạ. Rồi ai tỏ tình ai tấn công ai? Chắc là em tấn công nhiều hơn. Cái lần hẹn hò đầu tiên như thế nào? Tan ca ra đó là hai đứa em thường thường đi ăn với nhau là nhiều. Tới giờ vẫn còn làm chung? Khoảng 4-5 tháng thì em tách ra làm riêng. Mà lúc đó là em ghét lắm. Em ghét mà đến nỗi mà em về nhà em nói với ba mẹ em á, giờ chắc con nghỉ việc quá. Chứ con đi làm thì con không có áp lực công việc.
mà áp lực cái người mới vô mà xong nó chảnh quá, con làm việc không có được. Rồi sau đó có nhiều vấn đề xảy ra, em nói là nếu mà đã xác định là quen thì sẽ một trong hai không có làm việc chung. Cuối cùng ai nghỉ việc chỗ đó? Em. Ủa sao kỳ vậy? Đáng lẽ là phải cô này nghỉ chứ. Em có nhiều cái công việc hơn ở chỗ khác á. Rồi, nụ hôn đầu tiên nhớ không? Dạ nhớ. Rồi ấn tượng như thế nào? Rồi bữa đó là sinh nhật của đứa em với chị Sưởng á, nó mới mời hết luôn nguyên cái công ty. Đi đi ăn uống rồi có đi uống bia nữa. Thì bữa đó bạn này giận mà này không có đi. Em cũng vui vẻ đi luôn, cho bỏ ghét mà, đi luôn. Tối là khoảng tầm 11 giờ là em về tới nhà rồi. Sáng hôm sau thì em đi đám cưới ở trên Tây Ninh, xong em điện thoại cho bạn này cũng không có bắt máy, mà nhắn tin cũng không có trả lời. Em thấy không ổn rồi. Bắt đầu em chạy từ ở trên Tây Ninh về tới Hóc Môn. Vô thì nhìn thấy con bắt hình viên đạn rồi. Em không hiểu chuyện gì hết. Em không biết là tại sao mà giận, tại sao mà điện thoại cũng không trả lời. Và bữa sau nữa thì em mới... Chưa, bữa đó chưa giải quyết được luôn. Chưa, hả? Không. Dạ, tại vì, luôn mà. Tại vì cái bạn này không biết lý do tại sao hết. Tại vì cái bữa tối đó xong là sáng chủ nhật đó là mấy cái người mà thương em ở trong công ty á, mấy người muốn em đái anh này đi ra khỏi trong lòng á, là gọi điện thoại nhắn tin để đi ăn sáng cà phê. Nói để làm cái gì, kể chuyện tối hôm qua á. Nhanh nó vô nó đi ăn nhậu xong rồi còn đi chơi gái này, xong rồi làm nhiều trò vui lắm. Xong rồi em nói rồi, xong rồi anh này là không đàng hoàng rồi. Đi chơi gì 4-5 giờ mới về. Xong rồi sau mới biết được là người này về nhà 11 giờ. Nhưng mà tại vì mấy người đó muốn chơi để em với bạn này không có còn phá, yêu nhau. Không bánh xa gì. Rồi kể tiếp cái câu chuyện hôm đó rồi dạ. Đi về luôn nữa rồi sao nữa? Đi về xong rồi tối em nhắn tin cũng không trả lời luôn. Rồi hôm sau đi vô làm chung. Rồi cái em mới năn nỉ dữ lắm luôn. Em cũng đâu có biết chuyện gì đâu. Em cứ năn nỉ đại đi. Thì em có hẹn ở quán trà sữa. Cứ bạn này cứ im lặng mà không nói tiếng nào hết trơn á. Em năn nỉ chung khoảng nửa tiếng á, thì bạn mới nói. Thì em mới hiểu được nội dung. Rồi bắt đầu hai người mới nói, mới thông cảm được cho nhau về cái vấn đề đó. Xong... Em giải thích phải không? Là dạ. Giờ có 11 giờ chứ không có dạ. Đi gì đó không có đúng đi rồi, đúng không? Rồi. Dạ, không có. Tại vì nhà em là phải về trước 12 giờ là phải về nhà. Thì xong thì cũng giải thích xong rồi thấy bạn này cũng bớt giận. Thì em cũng bất ngờ quay qua hôn bạn. Là lần đầu tiên hai đứa hôn nhau. Ồ, quên nữa, nãy giờ là đang kể câu chuyện nụ hôn đó. Giờ mới nhớ luôn á. Đi nguyên một cái dài, rất là dài. Hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Dạ là chính thức thì đến thời điểm này là đúng 2 năm. Chắc còn nhiều câu chuyện nữa, câu chuyện nào vui buồn hay là những cái chuyện dở khóc dở cười, kể cho một vài câu chuyện cho chị Tường nghe với. Dạ để em kể chuyện vui trước nha chị. Dạ chuyện vui là bạn em là có hai cái niềm vui mà em nhớ hoài luôn á. Cái thứ nhất đó là mỗi lần mà bạn thích ăn cái món gì hay là thích đi mua cái gì á, bạn suy nghĩ trong đầu á là phải làm liền. Mà không làm liền á là sẽ bệnh. Như đợt đó ví dụ như một lần á là không có gì. Là điện thoại qua hỏi em là anh ơi hôm nay mình có về sớm được không, qua đặng chở em đi ăn ốc. Nói công việc anh hôm nay cũng hay bận thì 2-3 ngày sau em cũng qua thấy bệnh rồi. Cái em cũng nói ủa sao bệnh, nói anh không chở em đi kịp em bệnh rồi, không đi ăn ốc được, bệnh bệnh thiệt luôn. Bệnh thiệt luôn. Xong cái em nói cái này chắc do thiếu chất gì nên mới cần cái đó nè. Là mới bệnh. Nên em nói thôi rồi giờ ra chở đi ăn nha. Rồi ra chở đi ăn xong về thấy tỉnh hết hơn. Bệnh đó. Trời đất ơi. Ủa mà cái này là có cái triệu chứng gì không? Trước đó có bị không hay tới gặp bạn này mới bị? Dạ không, ý là cái tính em trước giờ em gặp cái gì hoặc trong công việc cũng vậy. Muốn cái gì là phải đi làm liền. Ngay từ đó là cái người mình không có bị ức chế. Mình vậy là thoải do tâm mái bệnh, là... tâm bệnh thôi, đúng không? Bệnh nhõng nhẽo qua cho ăn ra đã rồi mới hết bệnh. Trời, đó là một cái thứ hai là gì? Dạ. Rất là thích vàng, nhưng mà không có biết vàng là gì hết trơn á. Chỉ đi ra tiệm mua vàng thôi chứ không có biết vàng nào là vàng nào hết trơn á. Rồi bữa đó em thấy vậy cái em cũng chọc. Giờ em á 11 sau này anh cưới em nha, anh cho em một chỉ luôn á, một chỉ vàng nha, nhiều lắm luôn á, là em thích không? Cười vui hớn hở luôn, đi khoe với mấy chị trong nhà, mấy chị cười cho. Hay là mai mốt anh hứa em là anh lấy em anh cho em một chỉ vàng. Một chỉ vàng luôn, nhiều lắm em. Rồi bây giờ là biết chưa? Dạ cũng biết nhưng mà bây giờ đám cưới là anh cho nhiều. Hỏi anh lại chưa? Nói trước đi. Dạ biết rồi chị. Biết rồi hả? Dạ. Hơn chỉ rồi phải không? Dạ hơn. Chỉ mốt rồi. Rồi đó là vui và còn buồn. Kỷ niệm buồn thì sao? Cái hồi mà ngày 30 tháng 4 mỗi năm là cái ngày mà hai đứa nói là sẽ cho hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện đám cưới đám hỏi vậy đó chị. Xong rồi cái anh này ra nhà em, sau khi mà người lớn nói chuyện xong á thì anh này có ở lại nhà em chơi với mấy anh chị á. Ảnh mới là mệt thì ảnh đi ngủ. Xong rồi tới 5 giờ thì mấy cô chú có ghé nhà để thăm á, thì ảnh không có tỉnh gì được.
em mới bực mình, em nói là tại sao nhậu nhiều vậy á. Nhưng thực tế là anh này không có nhậu nhiều. Em với anh có cãi nhau á. Rồi tính em thì cũng lòng tự trọng nó cao quá. Em muốn là bạn em phải ra gặp cô chú chào hỏi đàng hoàng, bạn cứ ngủ hoài không có vậy. Xong rồi sau đó em mới nói với ba mẹ là không có cưới hỏi gì nữa hết á. Mà xong ba với lại mấy anh chị cứ đi theo nói là như vậy là không được á. Mình lớn rồi mình nói chuyện phải đàng hoàng á. Người lớn nói chuyện rồi mà giờ mình nó không cưới hỏi làm sao. Rồi sau đó mọi người giải quyết rồi từ từ mới xuống được. Trời, lúc đó em sao? Dạ, ngủ lắm hay mở mắt không có nổi hay em? Nhà em thì ở Bình Chánh, em làm thì ở Nhà Bè, và nhà bạn gái thì ở Hóc Môn. Mà em thì phải đi học giáo lý ở quận 12. Một ngày là em phải đi làm giáo giám của cái thành phố. Là em đi trong vòng 6 tháng. Là học giáo lý của bên đạo công giáo là 6 tháng. Đó mưa rất là nhiều. Cái đêm trước khi đi ra nhà là em không có ngủ được. Tại vì 2 giờ sáng là nhà em phải đi từ Bình Chánh mà phải đi ra tới ngoài Phan Rang. Nên em đi trên xe thì em cũng không có ngủ được. Tại vì em cũng lo lắng cái chuyện đó. Nên ra ngoài em chỉ uống có 1-2 ly bia. Tự nhiên cái xe em thấy em rất là mệt. Xong rồi em vô em ngủ. Thật sự là em không thể nào không ra nổi. Em vô kêu em nằm nào. Em ngủ như lâu lắm rồi em mới được ngủ một lần vậy đó. Em cứ vô mở cửa em bắt vậy, em cứ nằm vậy, em cứ lôi vậy, em kéo vậy. Ba mẹ cứ nói thôi cho nó ngủ đi, không thôi nó trúng gió, kéo ra cho bằng được. Mà cứ đi vô lại. Xong cuối cùng nằm trong phòng luôn. Rồi ai sẽ ai làm quà? Dạ ba mẹ nói là... Ba mẹ làm quà giùm. Ba mẹ nói là tại vì nó mệt quá nên mình phải đúng cả. Rồi dạ, phải nghĩ ra đường xa xa xôi, nãy giờ tưởng đâu thành phố Hồ Chí Minh đã 4 cái địa điểm rồi, họ đi ra tốt tại Phan Rang nữa. 2 giờ khuya người ta đi rồi, người ta phải mệt chứ. Biết hết tật xấu của nhau chưa? Dạ từ khi bắt đầu quen là đã biết hết tật xấu rồi. Cái tính của anh này á, là xấu là mỗi khi em giận á, thì né ra chỗ khác đi, chứ cứ đi theo em á, là làm em cảm thấy bực mình hơn. Cứ nhây á chị, cứ làm hết trò này làm trò kia là cảm em cảm làm bực. Em vui mà. Không, em không thấy vui, em càng bực mình hơn á. Mới mốt một lần nào đó mà ảnh em giận mà ảnh không nhây không đi theo em nữa, lúc đó em mới giật mình đó. Việc mình hai, đó, nó nghiêm túc, kinh nghiệm đó. Cách mà ảnh đối xử với lại người con gái bên ngoài á, cho nhẹ nhàng hơn một xíu. Em hay nói là mình ga lăng một xíu, ảnh là nói là anh ga lăng với em là được rồi. Đúng rồi, em bậy nữa. Chuyện của đời anh nè. Coi như là anh gặp ai cũng đối xử bình thường vậy hết trơn á. Cái người ta coi như kiểu gì cũng sẽ ghen được. Bây giờ tóm lại là em muốn anh thay đổi những cái đó. Phải quan tâm đến ga lăng với những người khác một chút. Rồi nói chuyện thì nhẹ nhàng lại một nhỏ chút xíu. Nhỏ volume chút xíu. Dạ, với lại bảo vệ chính kiến của mình. Nghe hai cái kia thôi. Cũng nhiều chứ còn cái chuyện anh mà ga lăng phụ nữ đừng làm. Rồi còn bây giờ phía em thì sao? Thì em chỉ mong muốn là bạn gái em thay đổi là bớt nóng tính lại chút xíu. Phải ăn sáng mỗi ngày, phải lo cho sức khỏe. Công việc phải điều độ lại chút xíu chứ đừng có ham công việc quá. Hai bạn còn muốn thổ lộ, muốn nói điều gì với nhau nữa hay không? Từ hồi lúc yêu nhau tới bây giờ thì cũng được 2 năm rồi. Em cũng chưa có tỏ tình bạn gái lần nào hết. Ủa chưa tỏ tình hả? Dạ. Thì sẵn hôm nay chương trình thì em cũng lên đây để em tỏ tình bạn gái thì... Thì hôm nay cũng là ngày mà anh cảm thấy rất là hạnh phúc và vui. Đây là con khỉ, là cái tuổi của vợ em. Cưới. Và em sẽ có một chứng nhận ở đây. Trời ơi. Trời ơi. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Cái này chỉ mốt hả em? Cảm xúc của em như thế nào? Dạ em rất là vui với lại bất ngờ chị. Từ hồi lúc yêu nhau tới giờ là 2 năm và em chưa có giận bạn gái em một lần nào hết. Chỉ có bạn gái em giận em thôi. Đúng rồi. Thì giận thì em đi năn nỉ thôi. Hay quá, một người đàn ông chưa bao giờ giận lần nào. Có lắm đó. Đôi lúc là mình may mắn á, mà mình quên á, mình không biết. Mà đừng ngủ quên trên chiến thắng nha. Mình phải thấy đó là cái may mắn của mình và mình phải nắm bắt. Rồi mình vun vén cho cái hạnh phúc này thì nó mới đơm hoa kết trái được. Dạ. Rồi chúc mừng hai bạn. Đến đây chương trình yêu là cưới. Chúc mừng hai bạn. Kêu chứ không, má anh không khó nhưng mà chọn dâu khó. Rồi nghe vậy rồi muốn chết luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Áo đoàn thanh niên. Đoàn thanh niên. Xin mời hai bạn. Xin chào hai bạn, xin mời hai bạn tự giới thiệu về mình đi ạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo. Em tên là Nguyễn Ngọc Đoan Trang. Năm nay em 21 tuổi. Công việc của em là kinh doanh tự do.
Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Chào Trang. Chào chị Cát Tường và chào anh Quang Bảo cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lưu Đức Linh, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp của em là giáo viên. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Hiện tại em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Một người là giáo viên, một người làm kinh doanh. Thế tại sao hai bạn lại quyết định là mặc cái áo của đoàn thanh niên lên trên sân khấu này? Mối tình của tụi em là tại vì gặp nhau bên đoàn. Như thế nào cụ thể các bạn chia sẻ? Rồi, giáo viên nó như thế nào? Tháng 3 năm 2014 thì em mới tham gia đoàn thanh niên. Và lúc đó thì chị mới tham gia thôi. Chị đến tháng 5 năm 2014 thì cũng là cái dịp hè. Thì tụi em có tham gia sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi tại khu phố. Thì cái dịp đó thì em và Trang có biết nhau. Cảm 4 nhận năm của trước em... vậy lúc này cũng mười mấy tuổi thôi. 17 tuổi hả? Cảm nhận của em về Trang lúc đầu thì Trang thì cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà ấn tượng nhất thì là với lúc đó thì Trang mới là 17 tuổi nhưng mà với cái tính cách và cái ngoại hình của Trang thì lúc đó em cứ tưởng Trang là khoảng 21 tuổi. Là tuổi giờ nè. Hình như là chững chạc đúng không? 4 năm qua em vẫn vậy đó. Em không thay đổi. Rồi, còn Trang thì sao? Trang nhìn thấy Linh như thế nào? Thì lúc đó em còn nhỏ, em không có suy nghĩ tới đâu. Em cũng không có để ý anh này. Nhưng mà nếu mà nói về ấn tượng thì không thích. Tại vì đi họp người ta cần một người thôi. Bên đây lúc nào cũng đi hai người hết trơn á. Mà thường á là thường người ta cần bí thư đi họp, phó bí thư thì chỉ đi thay khi bí thư bận thôi. Anh này lúc nào cũng đi chung hết trơn á, em mới ghét lắm, em mới nói bụng chứ. Mà anh này là bí thư hay phó bí thư? Phó. À phó mà cũng đi thay em cũng hả? Em cũng là phó cho nên mình mới tức là bí thư mình hay bận, mình phải đi thay, còn ông này phó được nghỉ nhà không chịu ngủ thì đi chi. Không phải chị, tại vì em mới lên em bắt đi là đi cho biết việc. Thì người ta công việc của người ta không biết. Lúc đó không biết, ghét. Không phải là ghét mà không ưa. Rồi sao? Đến lúc nào mới thích? Đến lúc nào mới là thích, mới quen nhau? Trong thời gian đó quan tâm em lắm. Em quen ai cũng biết, gia đình em sao cũng biết, gia đình bạn trai em đối xử với em sao cũng biết. Nói chung gì gia đình bạn trai là sao? Lúc thời điểm đó là em đi học, em có bạn trai. Em đang có bạn trai. Ủa rồi đi theo người ta làm gì? Thương, tại thương mình thì đâu biết đâu. Thích mà anh. Người ta có bạn trai vẫn thích. Dạ. Thích nhưng mà không có dám nói. Nói bạn trai em quýnh sao? Thì đâu có nói với em đâu. Cái thế là im, theo dõi em, quan tâm một cái cách. Mà quan tâm mà mình mấy người ở trong phường cũng có người thích. Nhưng mà em biết, còn anh này thích em không biết. Thế vậy? Không có một cái thái độ gì là anh thích em hay gì hết trơn. Không quan tâm rồi. Bình thường là mình với ổng thì cũng không có khoảng cách là giống như tri kỷ á chị. Cái gì mình cũng tâm sự được á. Nhưng mà em là ôm cái mối tình với cổ là em thích cổ trước. Dạ. Rồi có theo bao nhiêu lâu là em mới cơ hội nào mà cổ bỏ bạn trai cổ hay là sao mà em tấn công? Tháng 5 năm 2015 sinh hoạt xong á, thì trong thời gian đó thì em cũng có quan tâm, cũng hỏi Trang. Thì Trang thì cũng có quen hai người lận. Mà đến cái người thứ hai á thì không được. Thì em lúc đó thì sẵn cái đến tháng 10 năm 2018, 17 giờ nè, đúng cái dịp sinh nhật của em. Tự gì đang kể mới 24 và 25 tới 27. Thì trong thời gian đó chỉ là bạn tâm sự bạn qua lại. Ủa là mới quen hồi 27 giờ rồi á hả? Dạ, mới chưa, quen cách đây chưa mới kể chuyện. Là tháng 10 năm 2017 là sinh nhật của em. Thì em có mời Trang qua dự sinh nhật của em. Và sau cái buổi sinh nhật đó thì em có nhờ Trang là ngày 3 tháng 12 sắp tới á, là đại hội chi đoàn của bên em. Là em nhờ Trang qua để dự, trước là dự, sau là nhờ làm photo rapper cho em á chị. Không tốt lành gì hết trơn á. Thấy em xấu vừa thôi, đâu xấu quá đâu. Qua kia chứ em làm chụp hình giùm anh thôi chứ anh đâu có cho em chụp hình đâu. Tháng 12 vừa rồi là mới bắt đầu là qua như vậy. Rồi khi nào mới bắt đầu quen? Rồi sau cái buổi đại hội đó anh thì bên chi đoàn có tổ chức một cái buổi tiệc nhỏ. Cũng liên quan, lúc đó thì đại hội xong là em lên chức bí thư. Thì cũng liên quan, rồi sau cái đêm liên cái tối đó thì có đi ra karaoke. Thì cũng uống bia uống đồ vậy đó. Trang ngã vào người em. Hả? Bên đây ngã trước hả? Bình thường hai anh em đi ngồi kế bên không mà chị. Mà dựa vai cũng là chuyện bình thường luôn á. Không có gì hết trơn. Nhưng mà hôm đó, thật chất là hôm đó đi từ trưa cho nên là rất là mệt đó. Khi mà uống một hai ly bia vô cái hơi choáng. Cái thế là mình cũng dựa như bình thường mình dựa thôi. Tại vì anh rất, phải nói là rất là thân luôn á. Cái xong dựa, hôm đó dựa cái tay chân ngứa tái mái chi. Để anh tay, để anh bụng ổng xoa. Thế là ổng... đâu có gì em nói. Đó tự nhiên các em có một cái động lực vậy chị. Bình thường là cũng có sỉnh nhưng mà chỉ dựa vai thôi. Tự nhiên hôm nay cái là đặt tay bụng em xoa xoa xoa. Cái là lúc đó em có một cái động lực đó, em cũng hoàn tay qua vai. Em ôm vai và... để luôn. Dạ. Dạ. Tỏ tình. Nhắn tin đó. Tối đó thì về em... lúc đầu thì em nhắn tin cho Trang là em xin lại hình.
Anh nhắn là bé ơi cho anh xin lại hình hồi chiều em chụp đi. Nhắn là bé yêu chị, cho em xin lại anh xin chị hình hồi chiều em chụp. Thì bạn này mới nhắn lại câu là hỏi có yêu không mà kêu bé yêu. Tại vì lúc đó thật chất là lúc đó em đang buồn á, em cũng không thích đùa giỡn với tình cảm của em. Thì em mới hỏi là có yêu không mà kêu bé yêu. Thế là hắn mới nói chứ anh thương em lâu tại em không để ý. Anh hay nói là hả, về đây anh nuôi đi, ở ngoài kia thính nhiều quá đó. Mà mình nghĩ là anh em mà giỡn thì không sao, nhưng mà lúc đó thì khác, lúc đó hơi nóng tính nên mới hỏi vậy. Xong em cũng đợi một hồi lâu thì Trang phản hồi lại, thì em tiếp tục nhắn một câu là anh cũng thích em từ lâu rồi mà anh không dám nói thì vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Khoảng 5 phút sau thì Trang phản hồi là em cho anh cơ hội là chúng ta tìm hiểu nhau. Rồi từ lúc đó tới nay là được bao lâu rồi? Dạ được khoảng 4-5 tháng rồi chị. Khoảng 4-5 tháng. Chênh lệch tuổi tác cũng nhiều ha, 21-30 hả? Dạ. 9 tuổi thì em có phải chiều cô bé này, em có mệt mỏi không? Dạ nói chung là cũng không có mệt gì lắm chị. Tại vì mình tìm được cái tình yêu đích thực của mình thì mọi cái mệt nhọc hay khó khăn gì thì mình đều thấy nó nhẹ nhàng và nó trôi qua. Nhưng mà Trang thì có cái là hay giận. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cứ là không vừa ý là giận. Dạ, mỗi lần giận thì em phải xuống nước, em năn nỉ ỉ ôi rồi em phải suy nghĩ đủ điều. Có nhiều khi em nói tâm sự em kia thôi, cái gì đâu mà em giận hoài, để em anh còn yên tâm anh làm việc rồi sau này anh lo cuộc sống nữa, chứ còn cứ em giận hoài đó sao anh đi làm rồi được, đúng dạ. không? Xong cái cũng kia dạ thôi để em bớt đâu được bữa hai bữa cái có chuyện cái giận đó, tiếp chị. Tại vì con trẻ quá mà làm sao giờ. Trong quá trình quen nhau thì hai người có những câu chuyện gì vui buồn trong tình yêu của mình không? Cái bữa đó thì em có dẫn bạn về nhà ra mắt má em. Ở nhà em ở Bình Thuận mà. Chung là trước khi quen Trang thì em cũng có quen một người. Người đó thì lớn tuổi hơn em. Nhưng mà má thì không thích người đó. Cái hôm nay dẫn Trang về, cái bữa dẫn Trang về thì má là, em không có báo là em con có quen bạn gái khác nhỏ tuổi hơn vậy, em cũng không nói gì hết. Cái em đi về tới nhà thì Trang mới đứng ở ngoài, Trang sửa soạn lại tóc tai đó thì em vô trước. Thì cái tật của em là mỗi khi mà về nhà là em hay vô em ghẹo má. Chị một ơi em, con mới về. Thì má lúc đó là tưởng em dẫn cái bạn gái cũ về. Má ngồi trong nhà, má quay ra, má mới sụ mặt xuống, má kêu về thì vô đi chứ nói gì mà nói. Là cái em nói, em kêu, ủa gì kỳ vậy? Thấy con trai cưng về mà không có vui mừng gì hết trơn như mỗi khi vậy kìa. Bây giờ mày có vô không? Mày không vô tao cho mày đi luôn. Cái em quay qua em nói bạn gái em kìa, chả tụi em mà má đang giận. Em sợ lắm. Nói chung là cứ trên đường đi cứ nói anh má anh khó không, cái anh kêu chứ không, má anh không khó nhưng mà chọn dâu khó. Nghe vậy rồi muốn chết luôn, lấy hết bình tĩnh mình mới dám vô. Tại anh có dặn em là em chào thì em nói tiếng á, chứ đừng có gật đầu chào, má anh không thích. Thế là em cũng làm y chang vậy đó, cũng gật đầu khoanh tay chào lớn tiếng này quan. Thế là bác nhìn em bắt cười là em nhẹ nhõm hết. Rồi khi nào thì hai bạn quyết định kết hôn? Tụi em đợi mãn tang ba anh Linh. Nhưng mà trong cái lúc mà hai người quen nhau thì ngoài cái niềm vui ra thì có lúc nào mà gặp trúc trắc với nhau không? Hôm đó em bệnh cái nhắn tin cho em kêu là anh đi dạy nha. Cái em kêu là dạ anh đi dạy. Xong cái lát nữa em nhắn tin, nhưng mà dạy xong rồi về đi khỏi qua nhà em mệt lắm. Cái xong cái hớn hở, chắc hớn hở lắm chị. Ừ em. Xong rồi cái lát nữa em đói bụng, em mới gọi điện thoại. Alo anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi ăn uống mấy chai với bạn hả? Bạn bè lâu lắm mới gặp, đại loại vậy đó. Cái em kêu trời ơi em không gọi, chắc em không biết anh đi đâu luôn á. Đi mà không nói em tiếng thì thí dụ có đi hay gì em cũng phải khó khăn, nhưng mà đi thì phải nói mình tiếng để lỡ có gì mình còn biết, còn nay không nói chị. Nhắn tin cho em ơi anh xin lỗi đừng giận anh nữa nha. Xong các em không trả lời, nhắn thêm tin nữa. Xin lỗi mà đừng giận nha, anh biết lỗi rồi. Các em không trả lời, im luôn, tới tối ngủ. Em ngủ ngon nha, anh đi ngủ đây. Có nghĩa là anh vô tâm á, không có xin lỗi một cái cách làm cho mình hài lòng á. Mà nói chung là cũng thế không quan tâm không? Không quan tâm tới cái cảm giác của mình khổ, khổ đâu khổ. Phụ nữ rối rồi. Coi như gặp cặp trước mình xin lỗi hoài, theo năn nỉ hoài cũng không thích. Bây giờ xin lỗi một lần hai lần cũng không được. Không biết sao nó không chịu. Bây giờ hai bạn đã hiểu nhau hết tính nết của nhau. Thì chị em chị bốn hay đổi mỗi cái tật là hay giận hờn của vợ.
chứ mà... không có gì hết. Dạ. Còn em dở quá mà. Mọi thứ đều ok. Ok, thật ra thì nghe câu chuyện của hai bạn kể thì chị cũng không có quá lo lắng. Em vẫn còn tính nó hơi trẻ con một chút xíu, nhưng mà tại vì so với cái tuổi của em thì cái đó nó chấp nhận được. Nhưng mà thí dụ không cần phải nói, một vài năm nữa tự động em sẽ thay đổi theo thời gian thôi. Anh này thì cũng chững chạc rồi. Có nghĩa là em yên tâm để có thể dựa dẫm vào ảnh để cho cái tương lai của mình. Đến với chương trình ngày hôm nay, hai bạn còn muốn nói với nhau điều gì nữa không? À, đến với chương trình thì em cũng có một cái quyển sách em muốn tặng cho ảnh. Em hy vọng là sau khi đọc xong cuốn sách này thì anh cũng có thêm một chút kiến thức về hôn nhân. Tại vì em cũng hơi khó tính trong hôn nhân. Hay gì đó hả? Em mua cuốn sách về hôn nhân cho bạn tuổi. Trai em đọc. Tặng bạn trai sách hôn nhân rồi. Tặng cho bạn trai đi em. Sách tìm hiểu về hôn nhân hay? Dạ, hôn nhân chuyện thêm và bớt. Sẵn chương trình này thì bạn gái em muốn lãng mạn thì hôm nay em cũng có một chút gì đó lãng mạn để thể hiện với bạn gái em. Làm gì vậy? Đây là hộp quà, trong này là những chiếc bánh ngọt, thể hiện là tình cảm của anh dành cho em rất là ngọt ngào, những chiếc bánh. Bạn tự làm luôn hả? Mua. Trong chiếc bánh này thì nó có một điều gì đó hơi bất ngờ. Mua cái gì làm kìa? Cái gì vậy trọng vậy? Trời ơi, gì vậy? Nhà món nào để em biết cho em đưa tay. Không có làm lỗi gì hết trơn, cũng xin lỗi nữa. Để đưa. Cảm thấy như thế nào? Dạ. Rung quá, không biết nói gì luôn á. Tại vì hơi là... bạn lĩnh cá tính lắm mà tặng nhẫn mà rung. Không biết làm gì thôi, hôn tặng cái đi. Trời. Chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà, sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau nha. Cảm ơn chị. Quay đi hai em. Lâu à. Và các bạn sẽ nhận về cho mình một phần quà. Đó chính là một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Mom and Baby Casting. Xin chúc mừng hai bạn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị.